Như thế mới thật sự hiển thị quả giác cứu cánh của Như Lai. Thật sự là viên mãn, không hề khiếm khuyết. Nếu như điều này không làm được là khiếm khuyết, không gọi là viên mãn. Đức Phật A-di-đà dùng phương pháp gì để đạt đến cứu cánh viên mãn? Lâm chung thập niệm tất sanh. Một đời mê hoặc điên đảo, hồ đồ, tạo tác đại tội ngũ nghịch thập ác, chắc chắn đọa A Tỳ địa ngục. Phật A-di-đà vào lúc lâm chung dùng một niệm, mười niệm tất sanh. Đây là phương tiện cứu cánh, không còn gì để nói nữa. Nhưng mà ở chỗ này, các vị cần nên biết, người vãng sanh này cần phải hội đủ ba điều kiện. Ba điều kiện này không hội đủ thì khi lâm chung họ không biết niệm Phật, họ không thể vãng sanh được. Thứ nhất là đầu óc sáng suốt, cho nên khi lâm chung sợ nhất là người già bị lẫn. Có người từng hỏi tôi, người già bị lẫn làm sao giúp cho họ đây? Chẳng có cách nào, chỉ có thể niệm Phật khiến cho họ nghe thấy. Nhất lịch nhĩ căn vĩnh vi đạo chủng. Đối với hạng người này, trồng chủng tử A Di Đà Phật vào trong A Lại gia thức của họ. Cho nên tâm niệm trước khi vãng sanh phải rõ ràng. Phàm người khi lâm mạng chung đầu óc sáng suốt, cho các vị biết, nhất định người này không đọa vào ba đường ác. Vì sao vậy? Vì họ không chọn nơi đó để đi. Chắc chắn là cõi nhân thiên. Cho nên, người Trung Quốc nói ngũ phước. Cái cuối cùng chính là chết tốt. Khi chết, rõ ràng minh bạch, họ không đọa vào ác đạo. Đó là một điều trong ngũ phước. Cho nên, cái thứ nhất là khi lâm chung đầu óc sáng suốt. Thứ hai là gặp được thiện hữu nhắc nhở, có người dạy họ. Như Châu Quảng Đại Tiên Sinh ở Hòa Thịnh Đốn, nước Mỹ. Châu Quảng Đại Tiên Sinh một đời không tiếp xúc với tôn giáo. Trước khi mất ba ngày, người già mới tìm đến Tịnh Tông học hội của chúng tôi. Học trò của chúng tôi đến giúp cho ông ấy, nói cho ông ấy cái hay của thế giới cực lạc, khuyên ông ấy niệm Phật, phải có cơ hội này. Thứ ba là sau khi nghe rồi, tin tưởng, phát nguyện, thế là được rồi. Ba điều kiện này thiếu một cũng không được. Châu Quảng Đại có đầy đủ ba điều này. Cho nên ông ấy không phải là mười niệm, mà ông ấy niệm ba ngày. Người thân của ông ấy ba ngày ba đêm cùng với các bạn trong học hội của chúng tôi giúp ông ấy niệm. Ba ngày thực sự thành công. Cả nhà đều tin tưởng. Đều là tự hành hóa tha. Ông ấy biểu diễn như thế, bạn xem cả nhà vốn là không tin, giờ đều tin hết. Các bạn học Tịnh Tông nghe được tin này, niềm tin đối với niệm Phật càng kiên cố. Biết được việc đó không phải là giả, mà là sự thật. Thử hỏi, hiện tại cơ thể của chúng ta khỏe mạnh, Phật A-di-đà có thể giúp được không? Hiện tại tập khí phiền não của chúng ta rất nặng, tội nghiệp rất sâu. Chúng ta muốn sám trừ nghiệp chướng, muốn thân tâm mạnh khỏe để học Phật. Phật A-di-đà có thể giúp ta được không? Hiện nay địa cầu mà chúng ta đang sống, nó bị bệnh rồi, tai nạn quá nhiều,
Phật A-di-đà có thể giúp cho chúng ta hóa giải được không? Đáp án là khẳng định. Phương tiện cứu cánh của Như Lai là gì? Cho quý vị biết, chính là giảng kinh dạy học. Giảng kinh là gì? Giảng kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ. Tất cả những nghi nạn tạp chứng, phương pháp đối trị, phương pháp trị liệu, tất cả đều nằm trong bộ kinh này. Vấn đề ở chỗ bạn có tin không? Tin, trong tôn giáo nói, người có tin thì được cứu. Bạn có tin không? Tin thì bạn được cứu. Thực tế mà nói, bộ kinh nào cũng thù thắng. Phật Phật đạo đồng. Kinh giáo cũng như vậy. Kinh Kim Cang nói rất hay, thị pháp bình đẳng, vô hữu cao hạ. Nhưng Kinh Hoa Nghiêm quá dài, hiện nay cần cấp cứu. Chúng ta tạm thời ngưng Kinh Hoa Nghiêm một năm. Hy vọng trong một năm này giảng bộ kinh đây. Đó là gì? Cấp cứu mà. Sau đó, chúng ta từ từ học Kinh Hoa Nghiêm. Chúng tôi sẽ tiếp tục giảng Kinh Hoa Nghiêm. Giảng hết Kinh Hoa Nghiêm. Tôi nghĩ, y theo cách giảng của chúng tôi ngày trước, giảng toàn bộ phẩm thập trụ. Sau phẩm thập trụ thì không cần phải giảng kỹ như vậy nữa. Chúng tôi sẽ y theo phương thức giảng kinh thông thường. Không phải là chỗ quan trọng, thì nói lược là được rồi. Bộ phận quan trọng thì chúng tôi sẽ giảng kỹ. Như thế thì thời gian có thể rút ngắn lại. Hy vọng Kinh Hoa Nghiêm không quá 5 năm là giảng xong. Nếu y như theo phương thức hiện nay thì Kinh Hoa Nghiêm phải giảng mất 20 năm. Chúng ta rút ngắn lại 5 năm là giảng xong. Cho nên, chỗ phương tiện cứu cánh thành tựu cuối cùng của Di Đà thật sự không sai chút nào. Ngài có, chẳng phải Ngài không có. Chánh thị bổn kinh trung, Như Lai định huệ, cứu xứ vô cực xứ. Hai câu này là kinh văn trong kinh. Không có gì là chẳng giải quyết được. Các nhà khoa học cũng chứng minh. Dự ngôn trong ngoài xưa nay có phải là thật không? Mọi người cũng khẳng định là thật. Nhưng mà cái thật ở đây là cái thấy của họ vào thời điểm đó. Khi sự việc đến, vẫn còn rất nhiều nhân tố biến hóa tồn tại trong đó. Đó là xem cái gì? Cho nên sau mỗi dự ngôn đều xem nhân tâm của các bạn. Các bạn có thay đổi hay không? Đều có một câu như vậy. Điều này nói lên rằng dự ngôn nói là điều có thể, chứ không phải là nhất định. Nói là có thể, hoàn toàn ở trong tâm trạng của chúng ta. Hiện nay bạn bị bệnh nặng, bệnh nguy rồi. Thọ mạng của bạn đã hết. Thọ mạng hết thì chẳng có cách nào có thể kéo dài thêm không? Có. Vì sao lại có thể? Thọ mạng của bản thân tôi hết rồi, không còn nữa. Tôi vì chúng sanh, thọ mạng của chúng sanh dài. Nếu như bạn có thể xả mình vì người, tôi đem cái thể xác này cúng đi,
phục vụ vì tất cả chúng sanh, không còn vì mình nữa, lập tức thọ mạng được kéo dài. Xem sự phát tâm của bạn lớn hay nhỏ. Bạn phát tâm nhỏ một chút thì kéo dài được vài năm, phát đại tâm thì kéo dài vài chục năm, con số không nhất định. Ở Trung Quốc có một người sống lâu nhất, đó là Bành Tổ, sống hơn 800 tuổi. Đại đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tôn giả Đại Ca Diếp, đang nhập định ở núi Kê Túc, còn sống đó 3.000 tuổi rồi. Thọ mạng của Ngài lâu quá. Ngài đang chờ Bồ Tát Di Lặc ra đời, đem y bát giao cho Bồ Tát Di Lặc. Vậy còn phải chờ bao nhiêu năm nữa? Nếu theo cách tính của thế gian này thì là 56 ức 7.000 vạn năm nữa, Ngài phải sống lâu như vậy, chờ để giao y bát. Khi chúng tôi đi du lịch ở Đại Lý Vân Nam, còn nghe người ta nói rằng Tôn giả Ca Diếp thường xuất hiện. Người có duyên thì sẽ gặp được Ngài. Cho nên pháp không có định pháp. Đạo lý phải hiểu rõ ràng, minh bạch. Tiền đồ một đời của mình là do tâm niệm của mình tạo thành, không liên quan gì với người khác. Nếu như oán trời trách người thì tội nghiệp đó rất nặng, thì bạn bị mê hoặc điên đảo rồi. Những đạo lý này trong Hoàng Nguyên Quán giảng rất rõ ràng, giảng rất tỉ mỉ. Bộ kinh này rất thâm sâu, từ chỗ đại duyên khởi của vũ trụ bắt đầu giảng, giảng đến cuối cùng dạy chúng ta tu chỉ, tu quán. Chỉ là học buông bỏ, quán là học nhìn thấu. Kim nhân yên năng nhân thử pháp chi dị hành, nhi bỉ thị chi hồ. Đây là sự sai lầm của người ta đối với Tịnh Tông. Quan niệm sai lầm này, hình như pháp môn này quá dễ dàng. Thành Phật tác tổ, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Cho nên xem thường pháp môn này. Họ muốn học những đại kinh đại luận khác, không hề biết rằng những đại kinh đại luận khác chỗ quay về cuối cùng là tương đồng. Con đường đó đi rất xa, đi rất nhiều đường vòng. Pháp môn này là đi đường thẳng. Cho nên người có thể tin được, bất luận là họ hạng người nào, thật sự tin tưởng phát nguyện đi con đường này đều gọi là thượng căn, chuyên tiếp thượng căn. Không tin thì bạn đi con đường vòng vậy. Dưới đây lão cư sĩ đưa ra một ví dụ, giống như tivi màu, máy thu âm, máy tính điện tử nhất định phải an toàn dễ dùng. Tuy ư khoa kỹ vô tri chi nhân nhất án điện nữ tiện năng hưởng thụ thử tối hiện đại chi khoa học thành quả, nhân tất nhân kỳ an toàn dị dụng,
Nhi tán kỳ khoa kỹ chi tiên tiến. Đưa ra ví dụ này rất hay. Hiện nay mỗi nhà đều sử dụng. Bạn phải nói ra đạo lý của nó. Người có thể nói ra được quá ít, nhưng mọi người đều biết dùng. Đơn giản dễ dùng, lập tức có thể thu được hiệu quả. Cho nên, mọi người xem rất vui vẻ. Cái lý đó quá thâm sâu, hiểu hay không hiểu cũng chẳng sao, chỉ cần biết dùng là được rồi. Cùng một lý như vậy, lý của Tịnh Tông quá thâm sâu, chỉ có Phật và Phật mới có thể cứu cánh. Thì bạn tìm sự phiền phức đó làm gì? Đức Phật nói chỉ có Phật và chư Phật mới có thể hiểu được, mới cứu cánh. Ngày nay chúng ta chỉ cần làm theo phương pháp này, đến thế giới Tây Phương Cực Lạc là làm Phật rồi. Đó là đạo lý gì? Chẳng phải đã hiểu hết rồi sao? Nếu hiểu hết rồi mới học, thì cả đời bạn không có hy vọng rồi. Đời này chắc chắn bạn không hiểu được, bạn không thể đi được, còn không bằng bà già kia, cái gì cũng không biết, nhưng bà ấy đi trước, đến thế giới Tây Phương Cực Lạc thì bà ấy hiểu hết. Bạn không thể so sánh với bà ấy. Bà ấy là bậc thượng căn, bạn là hạ căn. Bạn thật sự hiểu rõ ràng sự việc này rồi, bạn sẽ hiểu được vì sao lần này tôi để kinh Hoa Nghiêm qua một bên mà giảng bộ kinh này. Bạn sẽ hiểu được. Kinh Hoa Nghiêm dạy bạn hiểu rõ trong kinh đó. Kinh này thì không cần. Kinh này nói bạn làm Phật trước. Sau đó, tự nhiên bạn sẽ thông đạt hết. Thật sự tin tưởng chính mình. Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm có hai câu rất quan trọng. Đầu tiên, tin tưởng chính mình vốn là Phật. Điều này rất quan trọng. Trong kinh Tịnh Độ, thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật. Trong Quán Kinh nói như vậy. Thị tâm thị Phật, nghĩa là Đức Phật dạy tất cả chúng sanh vốn là Phật. Thị tâm tác Phật, ngày nay bạn niệm Phật A-di-đà chính là thị tâm tác Phật. A-di-đà Phật là tự tánh Phật. Bạn niệm danh hiệu Phật này chính là thị tâm tác Phật. Bạn vốn là Phật, bây giờ lại tác Phật, thì làm sao không thành Phật được? Phải niệm thời gian bao lâu để thành Phật? Thông thường xem ra là 3 năm. Bạn nghĩ xem có nhanh không? Phàm phu làm Phật chỉ cần 3 năm. Nhưng mà bạn nghe thấy câu này, e rằng bạn kinh sợ. Ây da, 3 năm là phải chết rồi. Pháp môn này không thể học được. Làm người ta khiếp sợ mà thoái tâm. Đúng vậy, đó là gì? Mê hoặc nên mới như vậy. Trong lục đạo khổ như vậy mà còn không giác ngộ, còn không buông được, còn lưu luyến, thì còn có cách nào nữa? Chư Phật Bồ Tát đứng bên cạnh cũng cảm thấy mắc cười, chẳng có cách nào. Thôi được, bạn đã không thể buông bỏ được mà đi, thì bạn thọ khổ thêm vài năm nữa vậy. Chờ bạn thọ đủ rồi tính tiếp. Sự thật quả đúng là như vậy. Chư Phật Bồ Tát tuyệt đối không ép buộc bạn đâu. Bạn đồng ý ở luân hồi thì để bạn ở. Chờ một ngày nào đó bạn ngán rồi, bạn không muốn ở đó nữa, thì chư Phật Bồ Tát sẽ đến. Phật thì môn trung, bất xả nhất nhân. Đại nguyện này thật đáng nể. Chư Phật Bồ Tát tuyệt đối không ép buộc người nào, gọi là hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Bạn muốn làm gì thì bạn làm điều đó. Các ngài tuyệt đối không can thiệp. Điểm này chúng ta nên nhớ. Chúng ta thấy người thân quyến thuộc, thấy được những người chúng ta tôn kính, chúng ta thích, họ đang tạo ác nghiệp, đừng nên can thiệp vào. Nên khuyên họ không tin, không tin thì thôi.
Không nên nhất định ép buộc. Nhất định ép buộc là không tốt. Ngay Phật Bồ Tát còn không ép buộc, hà huống là chúng ta. Phương pháp hữu hiệu nhất là chính bản thân bạn làm cho họ xem, họ sẽ tin tưởng. Nếu họ nhìn thấy sự thật thì họ sẽ tin. Lời nói này đại khái cũng khoảng 3-40 năm rồi. Lão Thái Thái của Hà Đông Tước Sĩ ở Hồng Kông, bà ấy có thiện xảo phương tiện. Hà Đông Tước Sĩ là tướng quân, cả gia đình là tín đồ đạo Cơ Đốc. Lão Thái Thái niệm Phật, trở lại thời xưa, còn tiếp nhận một chút văn hóa truyền thống, hiểu được hiếu thảo cha mẹ, cho nên mẫu thân niệm Phật. Cả nhà tuy là tín đồ đạo Cơ Đốc nhưng cũng không phản đối. Trong nhà có lập một điện Phật nhỏ cúng dường cho mẫu thân. Mẫu thân cũng không khuyên họ tin Phật. Đạo ai người đó giữ, mọi người sống cùng nhau rất hiếm có. Khi mẫu thân giảng sanh, không hề bị bệnh, biết được giờ đi, mở một đại hội giảng sanh tích biệt, mời tất cả người thân bạn bè của bà ấy đến nhà, mời họ ăn cơm, nói cho họ biết hôm nay bà ấy giảng sanh. Mọi người cảm thấy kỳ lạ. Lão Thái Thái bình thường sức mạnh khỏe mà, nói chết là chết sao? Đến giờ bà ấy thật sự giảng sanh, ngồi mà mất, đi thật rồi. Tất cả con cháu của bà ấy đều tin hết, đều tin Phật. Đó là sự thật, không giả dối đâu. Lão Thái Thái độ hết cả nhà. Có thời tiết nhân duyên, nhân duyên chưa đến thì chẳng nói gì, nói chỉ thêm phiền phức, mọi người không được vui. Cuối cùng nhân duyên đến rồi, biểu diễn cho họ xem, cả nhà đều tin hết. Đó là có trí huệ. Chẳng phải là trí huệ chân thật thì không làm được đâu. Cho nên chúng ta muốn độ người thân quyến thuộc nên dùng phương pháp này. Biết được giờ đi, ngày nào giảng sanh, báo cho người thân và bạn bè đến tiễn chân bạn, để cho họ tận mắt chứng kiến. Họ sẽ niệm Phật, họ sẽ chấp nhận. Hữu yên năng nhân trì danh chi dị hành, nhi khinh thử pháp môn hồ. Ở đây lão cư sĩ đưa ra một số khoa học kỹ thuật hiện đại, giúp cho chúng ta một số tiện lợi. Dùng thì rất dễ dùng, lập tức có thể nhận được kết quả. Lý luận quá thâm sâu, trì danh niệm Phật và lý luận này rất giống nhau. Lý của nó rất thâm sâu, Bồ Tát đẳng giác mà còn không thể thấu triệt rõ ràng, huống là bậc sơ học chúng ta. Ở chỗ này cũng đồng một lý, chúng ta tin tưởng Như Lai chắc chắn có phương tiện tối cao hóa giải tất cả những tai biến của thiên nhiên. Hiện nay chúng ta cần thiết vô cùng, chắc chắn có phương tiện cực tốt giúp cho chúng ta tịnh hóa thân tâm. Có hay không? Có đó. Người niệm Phật nhiều như vậy, niệm đến thân tâm thanh tịnh,
Người phiền não nhẹ trí huệ trưởng, chắc chắn là không ít. Những người này không nổi tiếng nên chúng ta không biết được. Nếu thật sự có duyên như vậy thì cần những người như thế nào? Cần những người lãnh đạo đất nước. Kế đến là trưởng giả giàu có, người có sự nghiệp lớn. Những người này có thể làm được. Đi tìm những người này, lễ hiền hạ sĩ. Tìm những người như vậy. Tìm mười mấy hai chục người. Thành lập cái lớp này. Lớp tu học kinh Vô Lượng Thọ. Thành lập cái lớp này. Mỗi kinh phát sóng trên TV. Mời những người này đến giảng giải 24 giờ không gián đoạn. Giảng cái gì đây? Giảng kinh Vô Lượng Thọ. Giảng bốn điều căn bản. Ngày nào cũng giảng. Tôi tin rằng thời gian một năm, người ta sẽ giác ngộ, sẽ hiểu rõ. Sau khi hiểu rõ, họ mới đoạn ác tu thiện. Những thứ mặt trái không cần nữa, buông bỏ hết. Có thể phục hồi tánh đức của chính mình. Xiển dương, hiếu để trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ, nhân ái hòa bình. Mọi người đều có thể giữ gìn được đức tánh này. Thì tai nạn hoàn toàn được hóa giải. Dự ngôn của người xưa chẳng phải là không linh. Câu cuối cùng trong dự ngôn của người xưa, họ nói có hiện tiền hay không? Họ nói là có thể, chứ không phải là nhất định. Cuối cùng có hiện tiền hay không là do tâm trạng của các bạn có sửa đổi hay không. Buông bỏ tự tư tự lợi, buông bỏ danh văn lợi dưỡng, buông bỏ ngũ dục lục trần, buông bỏ tham sân si mạng. Hết lòng hết dạ vì chánh pháp cửu trụ. Vì tiêu tai giải nạn. Vì hạnh phúc của tất cả chúng sanh. Tâm niệm chuyển đổi như vậy thì tai nạn sẽ được hóa giải. Như Lai thật sự có cách, chẳng phải là không có. Chúng ta coi tiếp đoạn sau. Cố tri thượng chi lưỡng thuyết, các hữu sở trọng. Hai cách nói trên đây đều có điểm quan trọng của nó. Đoạn ức tắc tán tịnh pháp chi phổ bị, đầu tại trước nhãn ư phàm phu.
pháp môn tịnh độ. Muốn giúp cho chúng sanh sau thời mạt pháp 9.000 năm nhân đó được độ. Sau 9.000 năm tu những pháp môn khác thật sự rất khó. Khó ở chỗ nào? Phải đoạn hoặc. Người nào có năng lực này? Phương pháp của tịnh tâm, tập khí phiền não không đoạn, nhưng mà phải khống chế được nó. Khống chế so với đoạn phiền não thì dễ dàng hơn rất nhiều. Chúng ta có thể làm được. Chúng ta thay đổi tâm trạng, không còn tự tư tự lợi, không còn chấp danh văn lợi dưỡng, không còn tham sân si mạng. Có những thứ này là hại chính bản thân mình nghiêm trọng nhất. Người khác bị hại nhẹ, còn bản thân mình bị hại nặng, bản thân chắc chắn đọa địa ngục A Tỳ. Thật sự hiểu rõ rồi thì thấy rằng giáo dục nhân quả rất quan trọng. Người xưa nói rất hay, mọi người tin nhân quả là con đường đại trị thiên hạ. Mọi người không tin nhân quả là con đường đại loạn thiên hạ. Trung Quốc 5.000 năm thật sự rất coi trọng nhân quả. Vì sao vậy? Vì nhân nghĩa đạo đức là tốt. Người có thể quy phạm, khiến con người không làm ác. Vì sao vậy? Vì làm ác cảm thấy hổ thẹn. Cho nên người biết nhục, cảm thấy hổ thẹn, có lỗi với tổ tông, có lỗi với cha mẹ, có lỗi với thầy giáo, nên không muốn làm ác. Nhưng mà nếu như danh cao lợi nhiều thì họ sẽ động tâm. Rõ ràng biết đó là không đúng, nhưng sức mạnh cám dỗ đó thật sự là quá lớn, không dừng lại được, biết mà cố tình phạm. Phải dùng phương pháp nào đây? Nhân quả. Họ thực sự hiểu được luật nhân quả thì họ sẽ không làm những việc này. Vì sao vậy? Vì họ biết được những danh lợi mà mình có trước mắt đây không tồi, rất cao đấy, nhưng mà phải trả giá quá đắt. Ví dụ như địa vị cao nhất trước mặt, giàu có thiên bá ức, chút xíu là được ngay. Sau khi bạn chết đọa vào địa ngục A Tỳ, phải chịu tội một vạn kiếp, thì cái tâm này sẽ lập tức nguội ngay. Vì sao vậy? Đó thật sự gọi là liếm mật trên dao, ngọt một chút đó nhưng bị đứt lưỡi, không chấp nhận làm những việc này. Gần đây có một bạn tặng cho chúng tôi một cuốn sách. Khải Tác Quân Đoàn Đông Chinh Trung Quốc Chi Mê, Đại Đế Khải Tác Cổ La Mã. Người này quý vị đều biết, là một người nổi tiếng trong lịch sử. Dạ tâm quá lớn, muốn nuốt chửng Trung Quốc. Phái 10 vạn đại quân, tổng cộng 10+ vạn người. Tổng soái là người con thứ ba, con trai thứ ba của ông ấy. Trong đại đoàn quân này phân làm 10 đoàn quân, 10 vị tướng quân. Đông Chinh vào thời đó đi đường hoàn toàn là đi bộ, một nửa là kỵ binh, đại khái
2/3 là kỵ binh, 1/3 là bộ binh. Từ La Mã đi đến Tây Vực, trên đường đi tổn thất người và ngựa đại khái khoảng 1/4 bị tổn thất, vẫn còn 3/4 đi qua đại sa mạc ở Tân Cương, lại không ít người đã bị chết. Cho nên đến Trung Quốc, thực tế mà nói binh lực không còn nhiều nữa, sĩ khí hoàn toàn biến mất. Họ đều oán trách, binh sĩ đều oán trách. Vì sao phải chinh phục Trung Quốc? Trung Quốc có gì hay chứ? Đế quốc La Mã mạnh lớn và giàu có như thế, có phước mà không biết hưởng, đến đây chịu khổ sở như thế này. Đến biên giới của Trung Quốc, đánh với người Trung Quốc vài trận, có thắng có thua. Thắng là thắng nhỏ, thua thì nhiều hơn. Mới biết được người Trung Quốc không dễ ăn hiếp. Vào thời triều đại nhà Hán, trong một lần đại chiến dịch, một lần đại chiến dịch chết hơn 9.000 người. Sau lưng không có quân tiếp vận, không có tiếp vận nên càng chết số còn lại càng ít. Đến Cam Túc, khu vực cao nguyên Hoàng Độ, số người còn lại đại khái không đến 1.000 người, chỉ hơn 8.000 người. Sau khi đánh vài trận, chỗ thoái thủ cuối cùng chỉ còn lại 200 người, toàn bộ tự sát hết. Bạn xem cần gì? Trong lịch sử có ghi đại đế Khải Tất bị người ta ám sát, bị mưu sát. Trên thực tế, mưu sát không phải là ông ấy. Bên cạnh ông ấy có một vệ sĩ rất trung thành. Khi đó, mặc quần áo của ông ấy chết thay cho ông ấy. Ông ấy chạy trốn, cũng chạy trốn đến Trung Quốc, sống ở Trung Quốc 12 năm. Sau đó bị bệnh chết. Những âm hồn này 2.000 năm rồi vẫn chưa tan. Quân đoàn này vẫn còn trú ở nơi hoang dã đó. Đó là gần đây, tổng soái Tam Vương Tử này, người này là một người tốt, anh ta không muốn đánh nhau, cũng không muốn chinh phục Trung Quốc, nhưng không thể chống lại mệnh lệnh của Hoàng thượng. Chết ở Trung Quốc, dựa vào một người. Người này tên là Lý Kim Lan. Đã nói ra bí mật của cậu ta. Sự việc này không ghi chép trong lịch sử. Họ hóa trang làm thương buôn. Đội ngũ thương buôn rất lớn, 10 vạn người, họ cũng chia ra để đi. Trên thực tế, họ đến để chiếm đoạt Trung Quốc. Rốt cuộc trong nhiều năm như thế, khổ không thể nói ra. Gặp được một vị Bồ Tát, cho nên hiện nay họ đã trở thành tín đồ Phật giáo hết. Bồ Tát giúp họ, nói cho họ biết Trung Quốc không phải là chỗ của quý vị. Quý vị đến đây làm gì? Câu này rất quan trọng, nói lên điều gì? Nghĩa là nơi chiến tranh chiếm đoạt được đều có trong mạng của bạn. Khi trong mạng của bạn không có, dùng thủ đoạn chiến tranh cũng chẳng đạt được. Điều này khiến chúng tôi nhớ đến đất nước Trung Quốc không phải của người Nhật. Bạn xem, người Nhật phát động chiến tranh Xâm Hoa, cuối cùng đầu hàng. Họ cũng không đạt được miếng đất nào của Trung Quốc. Ngạn ngữ nói rất hay: mạng lý hữu thời, chung tu hữu. Mạng lý vô thời, mạc cưỡng cầu. Mạng của ông ta không có, cưỡng cầu, toàn quân bị tiêu diệt. Đây là giáo dục nhân quả. Người viết cuốn sách này họ Cao. Cao tiên sinh.
Ông ấy là người địa phương, hình như là bộ tổng chiến của huyện, làm công việc văn tuyên. Đối với việc này, ông ấy hoàn toàn không thể tin được, không thể chấp nhận. Rốt cuộc sau khi tiếp xúc với họ, cảm thấy đây không phải là chuyện giả. Cô Lý Kim Lan này và con gái của cô ta không có nền tảng văn hóa, làm sao có thể vẽ ra một câu chuyện như vậy được? Vẽ không ra mà. Hơn nữa, Tam Vương Tử nói chuyện là âm điệu của cổ La Mã. Ông ấy bèn tìm trong trường đại học một số người dạy văn Italy và dạy văn La Mã, đến đó mà nghe không hiểu. Ngôn ngữ xưa và nay có thay đổi, phải tìm người cổ La Mã mới hiểu được lời nói của cậu ta. May mắn là quân sư của cậu ấy, quân sư nghe hiểu tiếng Trung Quốc, có học qua ở Trung Quốc, đều có mưu tính trước. Quân sư gá vào thân con gái Lý Kim Lan làm người phiên dịch, mới nói ra câu chuyện này, cho chúng ta sự chỉ thị rất lớn. Cho nên đây là giáo dục nhân quả sống. Trong giáo dục nhân quả cho chúng ta thấy, giết người phải đền mạng, thiếu nợ phải trả tiền, chắc chắn không trốn được. Cho nên người hiểu được nhân quả, họ sẽ giữ đúng bổn phận, sẽ không hành động mù quáng, còn có hiệu quả hơn so với luân lý đạo đức. Cho nên các vị đế vương ở Trung Quốc thời xưa, cổ thánh tiên hiền giáo hóa nhân dân dùng ba thứ. Thứ nhất là từ đường. Từ đường dạy điều gì? Dạy hiếu, đó là gốc. Dạy hiếu để trung tính. Thứ hai là văn miếu, khổng miếu. Khổng miếu dạy điều gì? Dạy nhân nghĩa đạo đức. Thứ ba là thành hoàng miếu. Bạn xem ở Trung Quốc, mỗi thành thị, mỗi xóm làng đều có thành hoàng miếu dạy giáo dục nhân quả, nói cho bạn về nhân quả báo ứng. Bạn giết chúng sanh sẽ hướng về bạn đòi mạng. Bạn thiếu tiền của người, chiếm đoạt tiền bạc của người, bạn phải trả nợ. Một ngụm một miếng, không sai chút nào. Bạn dám làm không? Cho nên xã hội Trung Quốc 5.000 năm nay, nhiều nhân khẩu như vậy, đất đai rộng lớn như vậy, vẫn trường trị cửu an, nhờ vào đâu? Nhờ vào nền giáo dục. Tôi tiết lộ với quý vị một tin, vì sao thế giới Cực Lạc lại hay như vậy? Vì sao thế giới Hoa Tạng lại hay như thế? Chư Phật Bồ Tát ngày nào cũng giảng kinh thuyết pháp ở đó. Họ nhận sự giáo dục của Đức Phật. Giáo dục của Đức Phật. Phương Đông Mỹ tiên sinh cho chúng ta biết là sự hưởng thụ cao nhất của con người. Cho nên thế giới Hoa Tạng, thế giới Cực Lạc là nơi giáo dục phổ cập của Đức Phật. Cho nên ở nơi đó sống một cuộc sống hưởng thụ cao nhất của con người. Là cái lý như vậy. Nếu như thế giới của chúng ta đây mà phổ cập sự giáo dục của Đức Phật, thì thế giới của chúng ta cũng chính là thế giới Cực Lạc, cũng chính là thế giới Hoa Tạng. Chẳng phải là làm không được. Thật sự gặp được lãnh đạo giống như chư Phật Bồ Tát, thì chúng sanh sẽ có phước. Cho nên, ở vào thời đại hiện nay, chúng tôi cũng có 10 năm kinh nghiệm. Nhất định phải đoàn kết tôn giáo. Nhất định phải đề xướng sự hỗ tương, học tập giữa các tôn giáo. Đem luân lý đạo đức, nhân quả của tôn giáo, giáo dục phổ cập đến toàn dân. Thì thế giới này tai nạn có thể hóa giải,
sự xung đột có thể hóa giải, xã hội an định, thế giới hòa bình. Người dân mới thật sự sống cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Đó chính là phổ bỉ của tịnh pháp. Trước mắt là đối với phàm phu, đối với nhân dân trên toàn thế giới. Hy vọng người dân trên toàn thế giới đều sống cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Cho nên, lời nói của Thang Ân Tỷ rất có lý. Chỉ có học thuyết của Khổng Mạnh Trung Quốc và giáo lý Đại Thừa. Bây giờ chúng ta phải thêm vào một câu, cần liên hợp tôn giáo trên toàn thế giới. Phải đề xướng giáo dục tôn giáo. Phải đề xướng đại học tôn giáo, đại học đa nguyên văn hóa, để nuôi dưỡng chất thầy giáo. Giáo hóa chúng sanh vẫn phải đặt nền giáo dục lên hàng đầu mới có thể giải quyết được vấn đề. Bính, đoạn thứ ba dưới đây, tắc hiển trì danh chi thâm diệu, triệt để thừa đương duy thượng căn. Đây là sự thật. Cố ứng hội thông, mạc tử cú hạ. Cho nên xem kinh, kinh là phải linh động, không thể chấp chặt vào ngôn ngữ văn tự. Như thế thì bạn sai rồi. Bạn phải hội thông ý nghĩa của nó. Cho nên trong khai kinh kệ nói, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Câu này rất quan trọng. Mỗi câu mỗi chữ đều có rất nhiều ý nghĩa. Nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Xem trình độ của bạn, người cạn cợt thì thấy cạn cợt, người sâu sắc thì thấy sâu sắc. Như thế, chúng ta học bộ kinh này mới thật sự có tác dụng. Tác dụng thứ nhất là thân tâm khỏe mạnh. Thọ mà không già. Đó là tác dụng thứ nhất đối với chính mình. Tác dụng thứ hai là có thể hóa giải một số tai nạn tự nhiên hiện nay. Có thể hóa giải, có thể giúp cho xã hội này phục hồi lại sự an định, hòa bình. Bắt đầu làm ngay từ bản thân chúng ta, từ đạo tràng nhỏ này của chúng ta. Những người sống trong đạo tràng nhỏ này mà không thể hữu nghị với nhau, thì bạn có thể giúp đỡ người khác sao? Bạn có thể hóa giải được tai nạn sao? Không thể được. Những người không thể sống cùng nhau này phải làm sao đây? Chúng ta làm tròn bổn phận của mình là được rồi. Hành vi của người khác như thế nào, bạn không cần phải lo, đã có ông trời lo rồi. Chúng tôi nghe thấy ông trời muốn bắt người. Tâm hành bất thiện, ông trời sẽ bắt họ. Những tai nạn bắt người, ôn dịch bắt người. Tôi nghĩ trong tương lai, nạn ôn dịch chắc là rất nghiêm trọng. Hiện nay đã xuất hiện rồi. Ôn dịch phát tác. Đại khái khoảng 3 đến 4 giờ đồng hồ là chết, không có thuốc cứu. Tôi cũng nghe nói, người có tâm địa từ bi lương thiện sẽ không bị lây nhiễm ôn dịch. Cái lý giống như các nhà khoa học nói vậy. Con người thật sự có tình thương thì sức miễn dịch của họ sẽ nâng cao. Bất cứ virus bệnh nào đến với họ, họ cũng không bị lây. Nếu như phẫn nộ, bất bình, oán hận sẽ rất dễ bị lây bệnh. Những đạo lý này chúng ta đều hiểu. Cho nên nhất định phải phát Bồ Đề Tâm, phải dùng tình thương, yêu thương tất cả chúng sanh. Diễn không bị quên mất. Ở trên Kinh Phật nói cho dù trải qua trăm kiếp ngàn kiếp, khi nhân duyên hội ngộ, nhân này chính là ấn tượng ở trong A-lại giới thức, hàm chứa chủng tử. Gặp được duyên,
thì quả báo này liền hiện tiền. Hiện tượng cực kỳ nhỏ yếu. Ý thức thứ sáu của bản thân chúng ta, quả thật dùng tâm ý qua loa mà nói, nó không phải là lỗi. Ý thức thứ sáu là rất lơ là. A lại gia là vô cùng di tế. Ý nghĩ di tế, tạo nghiệp, thường thường ý thức thứ sáu vẫn không phát hiện được. Nhưng mà kho lưu trữ đã lưu rồi, tốc độ lưu trữ vô cùng nhanh, là theo từng sát na. Nhưng mà những thứ này không có hình tướng, ấn tượng không phải sắc pháp. Phật nói nếu như chủng tử trong A Lại Gia thức, chúng ta hiện nay gọi là ấn tượng. Ấn tượng nếu nó là sắc pháp, nếu nó là vật chất, thì sự tạo tác của chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay, dù lớn như hư không cũng không chứa hết. Như vậy bạn mới hiểu được nghiệp mà chúng ta đã tạo ra là bao nhiêu. Chúng ta ở trong quá trình một đời người, trên đường Bồ Đề, trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp, làm sao có thể không có ma, không có nạn, không có chướng ngại chứ? Từ xưa đến nay, chúng ta tạo ác nghiệp quá nhiều. Ác nghiệp chướng ngại chúng ta, thiện nghiệp cũng chướng ngại chúng ta. Thiện nghiệp dẫn chúng ta tới tham ái, ác nghiệp dẫn chúng ta tới sân hận, toàn là chướng ngại. Tham sân si toàn là chướng ngại rồi. Cho nên Phật dạy chúng ta tu tịnh nghiệp. Có mấy người tu tịnh nghiệp? Mấy người hiểu được tịnh nghiệp chứ? Người tu tịnh nghiệp sẽ không có chướng ngại nữa. Quả thật mà nói, đến khi nào mới tu tịnh nghiệp chân thật vậy? Thuần tịnh, không xen tạp, là pháp thân đại sĩ. Ở trong tịnh còn xen tạp ít phần, bất tịnh là pháp giới bốn thánh. Sáu cõi ở trong pháp giới này luôn luôn là nhiễm nhiều tịnh ít. Phàm phu chúng ta, người chân thật tu hành rất tốt, phân lượng nhiễm nghiệp xen tạp ở bên trong tương đối ít. Xen tạp khoảng 20-30%. Điều này ở người tu hành phàm phu sáu cõi là hiện tượng rất bình thường, đã là tương đối khá rồi. Như chúng ta hiện nay, trình độ này đại khái trên 95% là nghiệp nhiễm. Tịnh nghiệp của chúng ta chỉ có 2-3%, thậm chí là 1-2%, chỉ như vậy mà thôi. Đạo lý này nhất định phải hiểu. Những thứ này quả thật là hư vọng. Tuy là hư vọng, nhưng nếu bạn không biết nó là hư vọng, thì bạn sẽ bị nó hại. Thật sự biết nó là hư vọng, thì bạn sẽ không bị hại. Bạn đã giác ngộ rồi. Cho nên mấu chốt ở chỗ này vẫn là mê ngộ. Khi mê thì bạn vĩnh viễn bị vọng cảnh trói buộc, bạn vĩnh viễn bị vọng cảnh chi phối. Chúng tôi đưa ra một thí dụ vô cùng hiện thực. Thế giới trước mắt chúng ta, đây là hư vọng. Tuy nhiên chúng ta không biết đó là hư vọng, chúng ta bị nó ảnh hưởng, khởi tâm động niệm, tất cả hành vi sinh hoạt đều bị hoàn cảnh ảnh hưởng. Đây là nguyên nhân gì? Không biết nó là hư vọng. Nếu như thật sự biết nó là hư vọng, thì chắc chắn không bị hoàn cảnh quấy nhiễu. Bạn ở trong hoàn cảnh vĩnh viễn giữ gìn tâm địa thanh tịnh của mình, bạn được đại tự tại. Đây là thật chứ không phải giả. Các tổ sư đại đức, cư sĩ nhiều đời ở Trung Quốc, có không ít người chứng được cảnh giới này.
Ngay như trong Kinh Lăng Nghiêm có nói, nhược năng chuyển cảnh tác động Như Lai. Họ không bị hoàn cảnh làm mê hoặc, nên không bị hoàn cảnh chuyển. Họ ở trong hoàn cảnh có thể làm chủ, họ có thể chuyển cảnh giới. Người thiện gặp được họ thì người thiện sẽ càng thiện hơn. Người ác gặp được họ thì người ác sẽ sửa mình hướng thiện. Họ chuyển hoàn cảnh, chuyển hoàn cảnh nhân sự, và họ cũng có thể chuyển hoàn cảnh vật chất. Hoàn cảnh vật chất có rất nhiều thiên tai, họ đến nơi đó thì thiên tai giảm thiểu. Chúng ta ngày nay nói gió bão, lũ lụt, hạn hán, động đất, họ đến nơi đó liền giảm thiểu ngay. Đây không phải thần thoại mà là sự thật. Lý ở trong đây quá sâu, cho nên ở trên kinh Phật nói là mật. Nhà Phật không gọi là bí mật mà gọi là thâm mật. Lý này quá sâu. Lý càng sâu, chỉ cần bạn dựa vào phương pháp này, tuân tự từ từ mà tiến, bạn nhất định có thể chứng được. Khi chứng được thì gọi là hoát nhiên đại ngộ. Trên kinh Kim Cang nói với chúng ta, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bào ảnh. Pháp hữu vi chính là 94 pháp phía trước trong bách pháp, 6 pháp phía sau là pháp vô vi. Bất luận là tâm pháp, tâm sở pháp, sắc pháp, tâm bất tương ưng hành pháp, đều là chư pháp tập khởi. Tất cánh vô chủ, vô chủ là không có chủ tể. Tập khởi thế đạo chỉ duyên. Phật pháp vô cùng xem trọng duyên. Phật pháp nói duyên sanh, chứ không nói nhân sanh. Nói duyên sanh là vô cùng có đạo lý. Nhà Phật nói tất cả hiện tượng của vạn pháp, nói duyên khởi. Nhưng mà duyên khởi chắc chắn là tánh không. Tánh không tức là tất cánh vô chủ, vô ngã, ngã sở. Chân tướng của tất cả vạn pháp đều là như vậy. Cho nên nói vạn pháp như không, hiện nay nhà khoa học cũng hiểu được cái đạo lý này. Nhà khoa học dùng phương pháp gì để nhìn thấy chân tướng này vậy? Họ dùng phương pháp phân tích. Họ dùng cơ thể của một người, một vật thể để phân tích. Từ trong tế bào phân tích thành phân tử, phân tử phân tích thêm thành nguyên tử, thành điện tử, thành hạt cơ bản. Vì mới hiểu được cái thân này là không. Vốn dĩ toàn bộ tất cả pháp đều do hạt cơ bản tổ hợp mà thành. Hiện tượng tổ hợp không như nhau. Có tổ hợp thành khoáng vật, tổ hợp thành thực vật, tổ hợp thành động vật, đều do một tổ hợp mà thành. Nhà khoa học hiện nay hiểu rõ đạo lý này. Chẳng qua là phương trình tổ hợp không giống nhau. Lời nói này trên Kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang là Thích Ca Mâu Ni Phật nói. Theo như cách nói của người nước ngoài, Thích Ca Mâu Ni Phật cũng có hơn 2.500 năm rồi. Theo như lịch sử Trung Quốc ghi chép là hơn 3.000 năm. Thích Ca Mâu Ni Phật nói trên Kinh Kim Cang, thế giới này là tướng nhất hợp. Các bạn thử nghĩ tướng nhất hợp là gì? Vật chất cơ bản là một. Nhỏ như vi trần, lớn như thế giới. Thế giới ngày nay chúng ta gọi là tinh cầu, là cùng từ một hạt cơ bản tổ hợp mà thành. Tướng nhất hợp tổ hợp thành. Tổ hợp này khi duyên tụ nó liền hình thành, duyên tán nó liền tan rã. Tụ tán vô thường, nó đâu có chủ. Nếu nó có chủ thì tụ hợp rồi vĩnh viễn không tán. Đây mới gọi là có chủ. Tụ tán vô thường, biến hóa từng sát na. Chúng ta phải hiểu rõ chân tướng sự thật này. Vì sao vậy? Hiểu thấu triệt rồi
Bạn đối với Pháp Thế Xuất Thế Gian chắc chắn không có tâm tham luyến. Vì sao vậy? Vì bạn biết đó là đồ giả. Bạn tham luyến là mê hoặc. Bạn chấp trước muốn chiếm hữu là vọng tưởng. Vì sao vậy? Vì không thể được. Cái thân của chính chúng ta cũng không thể chiếm hữu. Vì sự chuyển hóa của tế bào biến hóa theo từng sát na, cho nên quả thật là vô ngã. Người thế gian chấp trước cái thân này là ta, đây là cái mê hoặc đứng đầu. Từ mê hoặc ngã mà sanh ra tự tư tự lợi, tạo vô lượng vô biên tội nghiệp. Tạo những tội nghiệp này thông thường nói là đọa lạc trong luân hồi. Đây không phải là đọa lạc, mà những nghiệp lực này của họ đem cảnh giới biến thành cảnh giới luân hồi, biến thành cảnh giới địa ngục. Địa ngục từ đâu mà ra? Tự mình biến ra. Không phải người khác tạo ra bắt bạn chịu, mà tự làm tự chịu. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm không phải do Phật tạo ra. Phật hoàn toàn không làm việc này. Ngài không làm những việc rỗi hơi này. Chúng ta giác ngộ rồi còn không làm chuyện rỗi hơi, Phật còn làm chuyện rỗi sao? Phật làm chuyện rỗi thì Ngài không bằng chúng ta. Tâm địa thanh tịnh, không nhiễm mảy bụi. Nói cho bạn biết, chân tướng sự thật là do trong tâm của chính bạn biến hiện ra. Phần trước đã nói, nhất thiết chúng sanh tâm tưởng dị cố, tạo nghiệp diệt dị. Từ tâm tưởng sanh, cách nói này ở trong Kinh Đại Thừa nói quá nhiều rồi. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Tôi cũng thường hay gặp một số đồng tu, họ hỏi tôi có quỷ hay không, có rồng hay không. Tôi đều gật đầu nói có. Tại sao có gì? Trong tâm bạn đang tưởng, nó từ tâm tưởng sanh mà. Chỉ cần bạn tưởng, nó liền hiện ra hiện tướng vốn dĩ không có. Tướng này là do bạn tưởng mà ra. Bạn hàng ngày nghĩ quỷ thì đương nhiên quỷ sẽ hiện ra một núi thôi. Sau đó bạn mới hiểu được, ở trong tịnh nghiệp tam phước nói cho chúng ta biết tin sâu nhân quả. Tin sâu nhân quả đó là gì? Niệm Phật là nhân, thanh Phật là quả. Phật cũng là tâm tưởng sanh. Ta hàng ngày nghĩ Phật, Phật liền hiện tiền. Tức là khi hạt cơ bản tổ hợp, nó sẽ theo tâm tưởng mà tổ hợp. Nó liền tổ hợp thế giới của Phật. Hàng ngày nghĩ quỷ thì sẽ tổ hợp thế giới của quỷ. Quỷ là gì? Quỷ là tham ái. Hàng ngày niệm niệm không quên tham ái, thì cảnh giới biến hiện chính là pháp giới của quỷ. Niệm niệm sân hận, hận người khác. Thế gian không có người nào tốt, đều là người đáng ghét, đều là người đáng căm thù. Họ liền biến ra pháp giới địa ngục. Mười pháp giới đều là hư huyễn, không thật. Cho nên Phật nói mộng huyễn bào ảnh. Sau khi hiểu rõ đạo lý này rồi, Phật mới khuyên dạy chúng ta nên nghĩ thiện, không nên nghĩ ác. Nên làm thiện, không nên làm ác. Sau khi hiểu rõ triệt để, mới thấy những lời Phật nói với chúng ta là lời chân thật, lời chỉ dạy chân thật. Lời dạy bảo từ bi thương yêu đến cực điểm, chúng ta mới biết cảm ơn. Ngã còn không có thì làm gì có ngã sở chứ? Ngã sở chính là những cái mà ta có. Căn nhà này là cái ta có, tài sản là cái ta có, địa vị là cái ta có, quyền lực là cái ta có, là đồ giả. Những cái mà ta có càng không có, ngã còn không có, huống hồ ngã sở. Cho nên nhà Phật nói thanh tịnh bình đẳng là từ chỗ này mà ra. Nếu bạn không hiểu đạo lý này, không hiểu rõ chân tướng sự thật này, thì tâm bạn làm sao mà thanh tịnh được chứ? Bạn làm sao mà bình đẳng được chứ? Lúc nào cũng cảm thấy mình cao hơn người khác không bằng ta.
bạn không hiểu được đạo lý này. Khi biết được đạo lý này thì vạn pháp là bình đẳng, Phật cùng với ngạ quỷ là bình đẳng, với súc sanh là bình đẳng, với địa ngục cũng là bình đẳng. Và còn như vậy chúng ta làm sao mà không bình đẳng chứ? Chúng ta trên thì bình đẳng với chư Phật, dưới thì bình đẳng với địa ngục. Bình đẳng bất luận là thuận cảnh hay nghịch cảnh, thiện duyên hay ác duyên, chướng ngại đều không còn nữa. Bình đẳng là pháp giới Phật. Pháp giới Phật trong Kinh Hoa Nghiêm, Ngài Thanh Lương nói cho chúng ta biết, lý không có chướng ngại, sự không có chướng ngại, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Đây mới đích thực là đại viên mãn, đại tự tại. Cho nên bộ Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo này rất rõ ràng, dễ hiểu. Đoạn này là ý rất sâu, là nói lý. Nếu lý không rõ, không thấu triệt thì thập thiện này dạy bạn, bạn sẽ không chịu làm. Vì sao vậy? Khuyên bạn, bạn cũng biết thiện là tốt, bất thiện là không tốt, nhưng thiện vẫn cứ làm không được. Tham sân si mạng là phiền não, thường hay lừa gạt người khác, biết không phải là việc tốt mà hằng ngày vẫn làm. Nguyên nhân là gì? Đạo lý này chưa có thấu triệt. Thật sự thấu triệt rồi thì chắc chắn không làm việc ác nữa. Người khác lừa chúng ta nhưng chúng ta không lừa người. Người khác phỉ báng, làm nhục chúng ta, hãm hại chúng ta, thì nhưng chúng ta dứt khoát không có ý nghĩ báo thù. Chúng ta vẫn cứ thành tâm thành ý, một mực thiện tâm đối đãi họ. Đây là bạn thực sự giác ngộ rồi. Tại vì sao không trả thù người ác vậy? Trên Kinh Phật nói đây là kẻ đáng thương xót. Họ rất đáng thương, họ hồ đồ vì không biết chân tướng sự thật. Bạn không nên chê trách họ. Đó là như trong Kinh Vô Lượng Thọ đã nói, do hoàn cảnh của họ không tốt, không gặp được người tốt, người trước bất thiện, vô tri, không biết đạo đức, không có người dạy họ. Thù vô quá giả là không nên chê trách họ. Hành vi của họ đối với ta xấu xa hơn là đúng, là phải như vậy. Chúng ta hiểu rõ, nhưng họ không hiểu chúng ta. Vì vậy chúng ta nên tha thứ cho họ, dứt khoát không có một ý niệm nào nghĩ đến báo thù, vẫn cứ thành tâm thành ý đối đãi người ta. Cho dù mạng sống bị họ hại chết đi nữa, hại chết thì rất tốt, chết rồi chúng ta nghe đó sanh thiên, chúng ta sanh thiên sớm hơn vậy. Cảm ơn họ còn không hết, sao bạn lại có thể trách họ chứ? Sở dĩ bạn không hiểu đạo lý này nên bạn mới có tâm oán hận. Bạn hiểu rõ đạo lý này thì oán hận không còn nữa. Họ hại ta chết là để ta sanh thiên sớm hơn một chút, đổi hoàn cảnh tốt hơn.